Đây là chùa Sa Tón, còn gọi là chùa Svai Tôn theo tiếng người Khmer. Ngôi chùa này là ngôi chùa xưa nhất của tỉnh An Giang, gọi là nơi lưu giữ nhiều nhất về sách kinh, lá cọ tại Việt Nam. Chùa Sa Tón hay còn gọi là chùa Svai Tôn là một trong hai chùa nằm ở trong phạm vi của thị trấn Ti Tôn, chùa Sa Tón và chùa Pri Ven. Hầu hết các chùa người Khmer đều có những kiến trúc nghệ thuật. Chùa tháp của người Khmer là một, và chùa, mỗi chùa thì có những tiểu tiết khác nhau, nhưng đại khái là kiến trúc thì như nhau.
tương truyền, ngày xưa vùng này hãy còn hoang vu rậm rạp, trên những nhánh cây cao lớn từng đàn khỉ đeo nhau mà chuyển đi. Đến khi người dân đến đây sinh sống ngày một đông và xây dựng chùa, họ lấy ngay cảnh tượng vừa vui vừa lạ mắt này đặt tên cho chùa là Xoay Tông. Gọi là Xoay Tông nhưng mà thật ra là Xoa Tông, có nghĩa là xoa là khỉ, tông là đeo, là níu kéo. Lần đầu tên Xoay Tông biến âm thành, và dần dần Xoay Tông biến âm thành Xa Tó cho dễ đọc. Cũng như ở nhiều chùa Khmer khác, những lễ thường kỳ là tại chùa Xoay Tông có những ngày lễ thường kỳ trong năm là lễ Chuseok Thammay, lễ mừng năm mới vào các ngày 13, 14, 15 tháng tư dương lịch, lễ Visak Buchia, lễ nhớ ơn Phật kỷ niệm ngày Phật ra đời vào ngày rằm tháng tư âm lịch, lễ Chonasa, lễ cấm cung, tức không cho các sư sãi ra khỏi chùa trong 3 tháng, trừ trường hợp cha mẹ, thầy bệnh. Một chính quyền cần đến, nhưng không được quá 7 ngày, lễ bắt đầu từ ngày rằm tháng 6 âm lịch, đến hết ngày rằm tháng 9 âm lịch. Lễ Sông Bình, lễ Đôn Ta, lễ ông bà giống như lễ thanh minh của
dân tộc Kinh để kéo dài 15 ngày từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10 dương lịch. Suốt những ngày này, người dân Khmer mang bánh tét, hoa quả, cơm canh đến chùa cúng lễ để tỏ lòng biết ơn người quá cố và cầu an cầu phúc cho gia đình. Lễ cạch thinh, lễ sống quần áo cho sư sãi hay còn gọi là lễ dân y. Nhân dịp lễ này thì đồng bào Khmer sống quần áo cho sư sãi, các vật dụng cho nhà chùa hoặc cho trường học trong làng.